Ánh Khư tập 47 Lúc bây giờ xích lần ra sân Nó là một con rồng phương Tây Bây giờ đã đột phá cảnh giới cồng xiềng cấp 5 Thực lực hết sức kinh thế Lúc trước khi sở phong còn chưa đi Vatican căng của phương Tây Thì xích lần đã có ân oán về hắn Từng khinh thường hắn Đến tiếng nói rằng nếu vương giả này dám đến Vatican căng Sẽ dạy cho hắn cách làm người như thế nào Trong vòng vài phút thôi Nó có thể nói Giữa hai người cũng đã có thủ oán cũ Sở phong ăn no rồi thì đám xương cánh của chim sẻ đi. Sau đó đứng lên nhìn chăm chú vào phía đối diện. Vượn ra mở miệng nói. Không cần phải ẩn nhẫn. Chúng ta và đám người chi e, Lão từ sư tử sắp khai chiến rồi. Người đi giết con rồng phương Tây kia. Đánh tan sự phách tối của bọn chúng đi. Được. Sở phong gật đầu. Hắn nhanh chân đi ra khỏi núi Côn Luân. Hắn vẫn luôn muốn gặp con rồng này một lần. Bây giờ muốn giấu giếm thực lực cũng không được bởi vì cuộc đại quyết chiến đã bắt đầu rồi hắn cũng không còn lo lắng bọn con vượn già cũng có mặt ở đây toàn nhìn như đã dự tiệu trước mọi chuyện hắn đã sớm chuẩn bị ở sau rồi lúc này chị ê đang đằng sát khí và dằn dò xích lân nhất định phải bắt được sở phong về bởi vì trong lòng của hắn ta có quá nhiều nghi ngờ và lửa giận nơi phương xa nhân viên tình báo và phóng viên của các quốc gia đều giật mình chấn động bọn họ đều nghe thấy rõ ràng đây thật sự là sở phong sao? Bọn họ bị dọa cho sợ. Rốt cuộc có thể xác nhận người này còn chưa có chết. Cùng lúc đó, người quan sát phát sóng trực tiếp cũng thét lên kinh ngạc. Quả nhiên là sở phong, hắn ta vẫn còn sống, còn tham dự đại chiến ngày tại núi Cồn Luân. Ngay lập tức, bên ngoài không cách nào bình tĩnh nổi nữa. Sang người xích lên thẳng tắp, tóc dài như lửa đỏ, mang theo anh hào quang đóng lánh. Hắn ta được ca ngợi là anh Tuấn, có gương mặt điển hình của phương Tây, màu da trắng đón, hai mắt hơi đõm xuống, mũi cao thẳng thốm. Hắn ta mặc áo giáp sáng loáng, cứ như một cây đào dựng thẳng trong chiến trường, trông oai hùng đến khiếp người. Trong đôi mắt bằng theo thần quang trong vắt, hắn ta đang liếc nhìn vào trận doanh phương đông bên đây. Cẩn thận một chút, chắc hẳn hắn ta đã mở ra truyền thừa huyết mạch, trong tay nắm giữ phương pháp hô hấp của tộc trọng phương Tây rồi. vân ra đứng ở hậu phương nhắc nhở sở phong. Sở phong gật đầu, tóc dài ngang eo, chân lái lên hào quang lập lòe. Hắn đi về hướng chiến trường, bước chân cực kỳ vững chãi, thân thể như đúc thành từ kim loại thần thánh, mang theo từng tia từng tia ánh sáng thần thánh bất hủ. Nguyệt khí tràn trề, nhưng lại ẩn sâu vào bên trong. Hai chân của xích bất động, vẫn đứng vững tại chỗ. Nâng tay phải lên, ma chỉ vào sở phong quát lớn. Người thật sự dám đi ra chịu chết sao? Trong câu nói của hắn ta đều là cao ngạo, sau mặt cực kỳ bình thản, liếc xéo sở phong một cái, trông lạnh lẽo mà phù trương, cũng trông thật sự coi sở phong như đối thủ sinh tử chân chính. Trận doanh bên phương đông chuyển đến một loạt tiếng xì sầm rầm rĩ. Hai con trâu và rất nhiều cường giả cấp phương đều rất là khó chịu. Con trồng đến từ phương tây kia không khỏi quá tự phụ đi. Sở phong cũng không nói lời nào, mà nhìn hắn ta chằm chằm. Bản thể của hắn ta là một con rồng đúng công. Sau khi thiên địa khôi phục, chỉ vì trong cơ thể hắn ta có một bộ phận huyết mạch của loài rồng viễn cổ, cuối cùng đã khiến cho hắn ta tiến hóa từ một con rắn mối trở thành rồng phương Tây. Ta còn chưa săn qua rồng đâu đấy nhá. Sợ phong bở miệng, không nhanh không chậm mà đi vào chiến trường. Mái tóc của xích lân đỏ rực đến long lánh. Trên thực tế, thân thể của hắn ta đều đang phát sáng, lượn lờ áng mây đỏ. Bên trong ẩn chứa sinh bệnh khí cơ hừng hực to lớn. Móc rồng rất tinh túy tàn ra sóng năng lượng chấn nhiếp tất cả chư vương Đôi mắt của hắn ta đang nheo lại có chùm sáng tựa như tia sét là vút ra quen miệng của hắn ta nhấc lên nụ cười lạnh nhàn nhạt, nhạt hắn ta nói nhà người không biết trời cao đất rộng đúng là cái thứ ngu xuẩn ba." lúc này hắn ta rốt cuộc cũng nhúc nhích từng bước từng bước một mà tới gần bên trong cơ thể tàn ra huyết khí tỏ rực vô cùng kinh khủng khiến cho toàn bộ chiến trường đều đang rung động đình khè khẽ, khẽ. Đây là một con rồng đang cất bước đi đến. Vốn hắn cũng là một con quái vật khổng lồ, hiện tại chỉ hóa thành hình người mà thôi. Khi sư tử hoàng kim còn sống, cũng không dám bất kính với ta, chỉ dựa phòng ngươi mà cũng xứng khoác lát trước mặt ta chắc. Xích lên bình tĩnh mở miệng đi tới gần. Hắn ta cực kỳ bá đạo, lấy ánh mắt xem kỹ mà đánh giá Sở Phong. Hắn không kiêng để gì hết, trên mặt đều là vẻ khinh miệt, không cho rằng Sở Phong có tư cách so sánh với hắn ta bên trận doanh phương tây kia có phải cường giả cấp vương bật tiếng cười to nhào nhào gật đầu xích linh huynh thân là một thành viên của tộc rồng nên có loại tự tin cùng bá khí vô địch thế này nghiêng ép cái gọi là sở ba phương kia để cho hắn ta biết được sự tranh giành giữa hai bên là to lớn như thế nào bên phía trận doanh phương đông có rất nhiều người lộ ra vẻ tức giận dù là người không có giao tình gì với sở phong thì hiện tại cũng tuyệt đối đứng về phía hắn. Đừng nói là bọn họ, cho dù là người bên ngoài đang quan sát phát sóng trực tiếp cũng tương đối là oán giận. Cái gọi là rồng tộc phương Tây kia không khỏi quá ngang ngược rồi. Nhất là người phương Đông, hiện tại biết sở phong còn chưa chết thì càng mừng rỡ hơn. Nhưng khi quan sát cảnh tượng như vậy thì thu hết ý cười lại. Tất cả đều lòng mang căm phẫn, cảm thấy ghét nén giận vô cùng. Người đúng là nhìn không tệ đấy, Sở phong gật đầu Loại ánh mắt này rất kỳ dị Cứ như đã đang xem xét con mồi của mình Quả nhiên hắn bổ sung thêm một câu nói Ta thích loại con mồi ngon tươi như ngươi Xích lần không chút tức giận Vẫn bình tĩnh như trước Chỉ đã sắc mặt hơi lạnh lẽo đi Hắn ta lấy dáng vẻ gần như là nhìn xuống Mà liếc sở phong nói Khi ngươi còn chưa từng xuất hiện Ở Vatican Ta đã từng nói qua Sau khi nhìn thấy ngươi sẽ dạy cho người biết cách làm người như thế nào ước hẹn này đến bây giờ vẫn còn hiệu lực. Đây là một loại tự phụ, càng là một sự kiêu căng, hoàn toàn không có sở phong là đối thủ bình đẳng. Trên mặt hắn ta lộ ra vẻ tan khốc, lạnh lùng nói. Nhớ cho kỹ, ta là tới giết người mà không phải đang tiến hành cái gọi là quyết đấu với ngươi, bởi vì ngươi còn chưa có tư cách đó. Giọng nói thế này có mức bá đạo, bất kể là ai đối địch với hắn ta, sau khi nghe thấy lời này thì cũng cảm thấy không thoải mái trong lòng có lửa giận đang cháy lên bừng bừng. Sở phong cũng không phải ngoại lệ. Con trồng phương Tây này quá tùy tiện. Cho dù xích lân rất mạnh thì thế nào? Chẳng lẽ thật sự có bản thân là vô địch thiên hạ sao? Mà khắp nơi trong trận doanh phương Tây, những người đó lại coi chuyện này là đương nhiên. Dịch lân có tư cách và sức mạnh như thế, cho nên hiển nhiên là vậy rồi. Rất nhiều người đều cho rằng, nếu như đây là đại chiến trong cùng cấp bậc mà nói, sinh lần hẳn là càng đáng sợ hơn cả thư sử Hoàng Kim. Dù sao thì hắn ta cũng có được huyết thống của tộc trưởng viễn cổ. Ánh mắt của Sở Phong lạnh lẽo nói, hôm nay vẫn nên để ta đến giáo dục ngươi cách làm người như thế nào chút đi. Bằng không, cho dù ngươi hóa thành hình người, cũng chỉ là một con thằn lằn to đùng, tạm thời không có phải sừng, nhưng thú tính vẫn còn thôi. Oanh! Sau một khắc, đại chiến bộc phát. Sinh lần như một ánh sáng đỏ rực mà vọt tới, tốc độ vô cùng nhanh. Sau khi hắn ta phóng ra một bước thì lập tức biến mất tại chỗ đang đứng. Chỉ giây lát sau đã xuất hiện sát bên sở phong. nằm đấm có mây đỏ lượn lờ đập tới. Không khí nổ tung, một quyền này của hắn ta kinh khủng và rợn người, đủ để đánh sụp cả một ngọn núi. Nếu là các cường giả kéo đứt bốn năm sợi công xưởng khác đứng ở chỗ này thì chắc chắn sẽ không ngăn cản nổi, sẽ bị một quyền này đánh cho nổ tung, hóa thành sương máu sinh lần lấy khí thế lôi đỉnh và xuất kích là vì muốn đánh chết sở phòng trong tránh mắt lập uy trong thế rằng co giữa chiến trường của hai phe đông tây lấy thủ đoạn thiết huyết tuyển cáo hắn ta là kẻ vô địch thủ trong những kẻ cùng cấp bậc sở phòng căn bản không thèm né tránh nằm đấm bên phải long lánh lên hắn thi triển đại lực ngư ma quyền oanh kích hướng về phía trước muốn trực tiếp đối đầu với hắn ta đồng thời cũng đánh xuyên qua bức tường âm thanh khiến cho không khí nổ lên đùng đùng. Đời này cứ như lôi đình không ngừng giáng xuống, tiếng vàng đình tài nhức óc. Người của trận doanh phương đông vô cùng khẩn trương, sợ sở phong không ngăn được một quyền kia. Dù sao thì con rồng phương Tây kia cũng quá cường thế. Về phần trận doanh phương Tây thì đều mang theo nụ cười. Họ vô cùng thả lỏng, căn bản không cho rằng sở phong có thể đối đầu với xích lân. Bởi vì hai người này không nằm cùng một cấp bậc. Đương nhiên, Loại nhân vật như Chie thì đã làm ngoại lệ. Trong lòng hắn ta chất chứa hoài nghi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Con vận già trưởng giáo của đại lầm tử sớm đã để mắt tới hắn ta. Chỉ cần hắn ta dám làm rằng, con vận già sẽ lập tức ra tay, quyết chiến kịch liệt với hắn ta. rầm rầm Giữa thiên địa, tiếng sấm đổ ập xuống, toàn bộ chiến trường đều đang rung chuyển kịch liệt, phẳng phất như động đất cấp 12 đang đột phá tại nơi đây. Địa điểm cho hai người đứng có hào quang tỏa sáng, từng chùm từng chùm sáng đáng sợ lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Quả đấm của bọn họ giống như là hai mặt trời chói chang, trong đó có thần quang sáng chói tỏa ra, sau đó lan ra khắp nơi, ngàn vạn chùm ánh sáng đáng sợ làm cho người ta chói lòa không mở hai con mắt ra được. Mái tóc dài của bọn họ đều tung bay về phía sau, bị kinh khí kinh người khuấy động mà bay tứ tung. Năm đấm của hai người dính vào nhau, phóng thích tiềm năng nhục thần đáng sợ. Tiếng xâm xét vang lên bên tai không dứt, làm sao có thể như vậy chứ? Những người bên phe phương Tây rung động. Dịch lần có được huyết thống rồng tộc, một quyền cương mạnh bá đạo kia của hắn mà bị sở phòng ngăn trở được, thậm chí còn khi chính diện ra phòng nữa chứ. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, họ mở to hai mắt, có chút không dám tin rồi. Trước đó thì bọn họ còn rất thành thơi, sợ tất cả nụ cười đều cứng lại ở trên mặt. Rầm rầm, mặt đất sụp đổ, đất đang như cơn sóng lớn mà càn quét đến phạm vi chịu tác động cực kỳ rộng lớn, mấy chục tấn đất đá đều bị đánh bay lên giữa không trung. Đây là sức mạnh nổ ra do năm đấm của hai người đụng độ vào nhau. Bọn họ đều lưu lại phía sau, sau đó phát động công kích kinh khủng hơn nữa. Trong ánh hào quang chói lọi, hai bóng người chém giết kịch liệt với nhau. Họ di chuyển cấp tốc, mọi người không ai nhìn thấy rõ ràng, bởi vì nơi đó đều là ánh sáng hừng hực bao phủ lấy hai người. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng bọn họ không ngừng giao thủ. Lúc quyền trường đối đầu với nhau, cứ như là sấm xét đang đan xen, tỏa ra anh hào quang loa mắt. Cuộc chiến này như trận chiến giữa các vị thần. Loại sức mạnh này thì người bình thường không cách nào thấu hiểu được. Mỗi một lần quyết đấu đều đủ để đập tan mặt đất, chém đất cả đỉnh núi. Hơn nữa tốc độ của bọn họ cũng quá nhanh đi. Dịch lần giống to một tiếng, sức mạnh vô biên và công thế hùng mạnh của hắn ta lại bị người ta ngăn cản không thể lập tức đánh chết địch thủ bị hắn ta khinh miệt này. Tâm của hắn ta khá là tức giận. Long hổ tranh bá. Sở phong gầm nhẹ, vận dụng tuyệt chiêu trong hình ý quyền này. Có thể thấy rõ ở giữa hai tay của hắn, một con chân long và một con mãnh hổ phương đông đồng thời hóa hình mà xông ra, lao xuống về hướng dích lần. Đây là quyền pháp nhục thân của sở phong, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể đã hóa hình. Long hổ phân tranh, sinh động như thật, mang theo khí tức trí cường, tiếng rồng ngâm hổ gầm chấn động vang dội trong mạch thiên địa này. Xích chân bị đôi lòng hổ quấn quýt đến nhau kia va chạm hất bay ra ngoài. Hắn ta đi đại lào đảo, đột nhiên hất mái tóc dài màu đỏ lên, đôi mắt lại căm căm, toàn thân tỏa ra áng mây màu đỏ chói mắt. Đi kèm theo với tiếng rồng ngâm, khí tức của hắn ta bỗng nhiên tăng vọt, đất đá ở xung quanh sụp đổ, hình thành một khu vực thật đáng sợ. Đến cuối cùng, không ít tảng đá to bằng cái thước đã văng ra khỏi mặt đất lơ lửng trôi nổi giữa chung quanh. Thân thể của hắn ta tràn ra dòng huyết khí cực kỳ khiếp người. Trong môi miệng của hắn ta lại có hai chùm sáng ra ra vào vào, tiết tơ hô hấp đã cải biến hết sức dọa người. Đây là thứ mà hắn ta có được sau khi kích hoạt truyền thừa của huyết mạch tộc rồng viễn cổ. Nó là một loại phương pháp hô hấp phi thường cường đại. Bất kể là trận doanh phương Tây hay trà phương Đông, đông đảo cường giả cấp phương đều hai hùng khiếp phía cảm giác được hắn ta cực kỳ hùng mạnh. Đây là một cường giả tộc trồng phi thường đáng sợ. Sinh đần của lúc này vô cùng nguy hiểm. Ngay cả đồng tử của hắn ta cũng đang bắn ra tia sáng đỏ rực. Hắn ta bước một bước từ ngoài vài trăm mét rồi vọt tới phụ cận, nâng quyền đánh vào hướng của sở phong. rầm rầm. Năm đấm của hắn ta mang theo thần quang màu đỏ, cứ như đồi điện. Cái sức mạnh ẩn trước bên trong đòn này thì cường giả cung cấp độ không cách nào đối kháng cho dù là sư tử hoàng kim tới đây cũng phải ôm hận thôi. Mặt đất còn chưa tiếp xúc với năm đấm của hắn ta mà đã toàn diện sụp xuống, giống như bị ngồi xào băng va chạm, đại địa lõm sầu xuống trông cực kỳ kinh hãi. Sở phong lại không chút sợ hãi, hắn sớm đã vận dụng phương pháp hô hấp của mình, trong mũi hiện có xương trắng ra vào, nhục thân trở nên long đánh sáng loá, cứ như được đúc ra từ kim loại thần thánh. Kể cả sợi tóc của hắn ta cũng đang phát sáng toàn thân trói lọi trong đôi mắt bay ra ánh lửa hừng hực khiếp người lúc này tiềm năng ẩn trong cơ thể của hắn ta đã được phóng thích toàn diện sức mạnh cùng tốc độ đều tăng vọt ta giết ngươi xích lên gào lên cả người đều đang sáng lên cứ như bị thai giường bao phủ đấy hắn ta mang theo sức mạnh cường đại mà lao tới muốn tiến hành cuộc quyết đấu đỉnh cao sau cùng với sở phong sở phong căn bản không sợ hãi phối hợp phương pháp hô hấp với ngưng ma quyền mà hắn am hiểu nhất cả người rừng rực đến cực hạn, cứ như đang bị đốt cháy, toàn thân bị ánh sáng thần thánh bao trùm. Hai người giao thủ một lần nữa, cứ như sấm xét đối kích, cứ như núi hồng hoang va chạm vào nhau. Tiếng đầu tại nơi đó mạnh kinh khủng, chấn động đến mức khiến tất cả sinh vật cấp vương đều bị lai động cơ thể, gần như run lên. Rầm rầm, Sinh chân dùng hết sức lực của mình, mang theo ánh hào quang hừng hực, cao đến hơn mấy chục đến trăm mét, đánh thẳng về phía trước muốn một quyền kết thúc cuộc chiến đấu này chấn vỡ cả người của sở phong đi hư không cũng đang run rẩy mặt đất sụt lún xuất hiện cái hố to giống như vực sâu hai người vượt qua vài trăm mét sau đó va và chạm vào nhau phốc mau tươi vàng tùng tóe ánh sáng chói lọi nóa mắt một bóng người bị hất tung ra ngoài ngã lăn trên mặt đất cách đó 300 trăm mét cả người toàn là máu làm sao có thể chứ người của trận doanh phương tây rung động bởi vì đó chính là xích lân mà lại không phải là sở phong. Bên trong chiến trường, mái tóc dài của sở phong xóa tung, từng sợi đều óng ánh, toàn thân sáng lạng lấp lánh, đồng thời tựa như là mang theo từng tìa từng tìa khi cỡ bất hủ. Ngoại trừ quần áo rách rưới ra, thì thân thể của hắn vẫn còn hoàn mỹ, không bị một chút trầy trụa gì hết. Hắn nhìn xuống xích lân, lãnh đạm mà cất tiếng. Cái gọi là rồng tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên chiến trường lặng ngắt như tờ, Sở Phong đứng ở nơi đó, tóc dài rối tung, thân thể của hắn trong vắt lóng lánh, giống như thần kim bất hủ đúc thành, ánh sáng lưu động. Nơi xa xa, mạnh mẽ như dịch lần cũng nằm rạp trên đất, đang rút nhỏ lại, toàn thân đều là những vệt máu loang lổ, nhất là ở nơi ngực có một cái lỗ lớn, máu chảy tuồn tuộn ra. Bất luận là trận doanh phương Đông hay là trận doanh phương Tây, tất cả mọi người đều đã bị dọa đến đứng hình kẻ có danh xưng vô địch trong cùng cảnh giới như Sích Lân, vậy mà lại đại bại, bị đánh trọng thương. Trước kia trận doanh phương Tây còn có kẻ bật cười, khinh vạn sở phong, cho rằng đây là một trận chiến không hề cần sức, sẽ nghiêng về một bên. Sích Lân sẽ dễ dàng giết chết hắn. Đây không phải là quyết đấu, mà là đơn phương giết chóc. Thế nhưng khi trận chiến đổ ra, hai tên cường giả bắt đầu chém giết kịch liệt. Tất cả mọi người đều như bị hóa đá Kết quả giờ phút này càng làm chốt toàn thân bọn họ lạnh toát. Xích lần đại bại, máu nhuộm chiến trường. Đây chính là xích lần, một con rồng chân chính, sao lại thua chứ? Đến bây giờ, vẫn còn có người khó mà chấp nhận được, không muốn tin tưởng sự thật này. Rồng là loài sinh vật siêu việt hơn rất nhiều dị tộc khác. Trong thần thoại, rồng cũng là loại sinh vật dám khiêu chiến thần linh, là đại biểu cho sự mạnh mẽ. Trên thực tế, từ khi xích lần xuất thế đến nay, nó chưa từng bại một lần nào có rất nhiều xương hào ví dụ như là hòa thần hay là tiểu Bảo quân bởi vì một khi nó chiến đấu chính là nghiền nát đối phương vì sao sở ma vương này lại mạnh như vậy trong trận xoanh phương tây một số người thì thào sắc mặt trắng bệnh ngay cả long tộc mà còn bị đánh bại ngoại giới những người xem phát sóng trực tiếp càng thêm rung động quá cường đại về mặt đánh bại một con rồng ta thấy được cái gì thế này một con rồng đang bay lên à bị người ta đánh bay tứ tung sao trên chiến trường sở phong cất bước thân thể cất cao thoạt nhìn vô cùng linh hoạt kỳ ảo nhưng trong cơ thể của hắn lại che giấu lực lượng có thể là hàng long còn người lập đè chấn động tâm hồn hắn đang áp sát đi về hướng xích lân cho đến giờ phút này xích lân mới gào thét kêu to lên nó vẫn nằm cục trên đất càng người làm máu bỗng nhìn gần đầu ánh mắt đáng sợ ánh mắt của nó tràn ngập phẫn nộ mang theo sát ý vô biên vì sao nó lại thua nó khó mà chấp nhận được kết quả này sở phong tới gần thân thể phát sáng toát ra từng đợt quang vụ hừng hực bao trùm cả người của nó cả người tàn phát ra sóng năng lượng dao động đáng sợ hơn dù đã chiếm ưu thế tuyệt đối hắn cũng không có chủ quan dù sao đây là một con rồng phương tây dần khó nói phải chăng còn có thủ đoạn cấm kỵ gì đó chưa dùng tới sở phong sinh lên gào thét sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Nơi lồng ngực của nó có một cái lỗ máu, vốn to bằng nắm đấm, nhưng bây giờ đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng khép lại hẳn. Ở chỗ đó có một cái phủ văn đặc thù đang lấp lé, chùm sáng kinh người, cuối cùng ẩn vào bên trong thể phách của nó. Về phía trận doanh phương đông, mọi người hít sâu một hơi, cảm thấy quá kinh khủng đi. Sinh thần quả thực là mạnh mẽ vô đối. Nếu đổi một người khác đi lên, ai sẽ là đối thủ của nó chứ? Bây giờ, nó lại phục hồi như cũ thực sự quá đáng sợ rồi không hồ là long tộc thể chất siêu phàm có thể nói là có được thân thể bất tử bên phía trận doanh phương tây có người vui mừng nổi lên hy vọng chỉ là đám người chi ê, lão sư tử vương cũng không nói gì sở phong rất là bình tĩnh chưa từng lo lắng hắn đã nhìn ra xích lân phải trả giá rất lớn mới khôi phục được vết thương trên ngực không đủ gây đáng sợ Sang mặt xích lân trắng bệch trong mắt mang theo không cam lòng và cả oán giận nữa. Trước đại chiến, nó tự tin phách lối, không có để sở phong ở trong mắt, đều là vẻ khinh biệt cả. Thế nhưng mà kết quả là lại là nó bị đánh trọng thương. Chỉ có chút tài năng như vậy mà cũng dám tới đồng trình sao? Sở phong âm trầm nói. Nhưng đời này kích thích xích lần khiến cho sắc mặt của nó càng thêm khó coi. thân thể cũng không nhịn được mà run lẩy bẩy. Đường đường đã long tộc, chưa từng bị người ta khinh thị đến như thế vốn dĩ nó nên lấy từ thế từ trên cao nhìn xuống cường giả của các tộc mới đúng nhưng vào hôm nay nó lại mất hết mặt mũi tại đây bây giờ còn vì người chết ngạo ngạo ngay trước mặt tất cả cường giả của phương đông tây trên thân của xích lân Dần lên ánh sáng đỏ điên biên tóc dài nhuộm máu bày phấp phới nó gầm thét phóng xuất ra sóng năng lượng dao động đáng sợ Chùn thoái ý trong lòng cũng biến mất tào muốn giết mày xích lân gầm lên trong độ chân lông chảy ra từng vệt máu sau đó đốt cháy thành quang diễm nó vận dụng bí pháp cấm kỵ cưỡng ép để cho thân thể bị hao tổn của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lòng cầm chấn thiên nó lao xuống tới như là một viên liều tình đỏ rực bôn tập tới đại địa mang theo khí thế khủng bố muốn hủy thiên diệt địa dịch lần phí nước đại dẫm đất đại địa trên trường sau lưng toàn diện sụp đổ đó là bởi vì bàn chân của nó dùng lực quá lớn Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Lúc này nắm đấm của nó lóng lánh sáng chói như một vầng mặt trời rực rỡ đập tới phía trước. Chỉ hận không thể một đòn giết chết sở phong. Mày thua rồi, tao không có thời gian dây dưa với mày đâu. Sở phong lạnh lẽo nói. Hắn vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, đồng thời thi triển đại được ngưu ma quyền. Lúc này chân hình của quyền ý hiện hiện ra. Ở sau lưng của hắn, có một con thái cổ mãng ngưu đứng sừng sững khi thế vàng bạc kèm với dị tượng. Con băng gầu đèn nhánh này giống như sừng sững tại trong trời đất thái cổ, đầu đội lên tinh không, chân đạp tại địa, muốn xé rách vũ trụ, Dược không mà đi. Oanh! Hai bên đụng vào nhau, bộc phát pha chạm kịch liệt nhất, giữa hai người bắn ra ánh sáng vô lượng. Phốc! Sinh lần vẫn không địch lại như cũ, bay ra ngoài, thổ huyết đầy đất, chính vì sở phòng đói, nó đã thua. Phịnh một tiếng, Sức chân bị bột đấm mang theo chân hình của sở phong Đánh tung bay ra ngoài xa vài trăm thước Đâm vào bên trong một ngọn núi Khiến cho nơi đó vỡ tan Bụi bặm ngập trời Cùng lúc đó Sở phong biến mất tại chỗ Chỉ để lại một cái ảo ảnh tiếp tục truy kích Hắn muốn đổ long Lần này không có chút do dự nào Muốn một hơi giết chết đối thủ này Tốc độ của hắn quá nhanh Tóc dài bay ngược về sau Mặc dù không có bài lộ vận tốc gấp 4 lần vận tốc âm thanh nhưng cũng viễn siêu tưởng tượng của những người khác trong chốc lát giết tới. Âm! Uhm. Hắn vận dụng thần túc thông, một cước đạp thẳng về phía trước. Xích lần né tránh, đồng thời phản kích, nên này quang hoa cuồn cuộn, đoanh đoanh. Mặt đất nổ tung, dưới thần túc thông của sở phong, nham thạch tầng tầng ở dưới đất đều bị phá hủy, bắn tung tóe ra bốn phường tám hướng, xuất hiện ra một cái hố cực lớn. phanh phanh! phanh không chỉ có cánh tay của xích lần đối kháng với sở phong ngay cả hai chân cũng va chạm trên gương mặt của nó xuất hiện vẻ thấm khổ nghiến rằng ken két sao có thể như vậy được nó không thể tin được nhục thân của long tộc là mạnh mẽ nhất nhưng mà bây giờ nó đã bị áp chế thể phách của đối thủ giống như là thần kim đúc thành mỗi một lần va chạm đều khiến cho nó cảm thấy sườn cốt đứt gãy sinh Lân cảm thấy vô cùng mất mặt nó là rồng kết quả lại bị một nhân loại áp chế ở mọi phương diện Âm um. sở phong lại vùng ra một đấm một lần được đánh bay nó khiến cho nó thổ huyết đầy đất đồng thời sở phong lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp nó lăng không một cước đạp đến phụng một tiếng Dẫm đạp xích lần trên mặt đất khiến cho bộ ngực của nó lõm vào viết dịch dâng trào bên viết trận doanh phương tây vỡ tổ mọi người có chút không tiếp thu được loại cảnh tượng này một vị long tộc thảm bại đang bị người ta đánh đập tàn nhẫn không chút kiêng kỵ hắc long vương sắc mặt âm trầm tàn mắt ra ký tức khủng bố phổ thiền cái địa nhưng không được liền bố động thủ cùng là long tộc xích lân lại bị người ta áp chế như thế này để cho lão ta cũng cảm thấy mất mặt thay nhưng mà đối diện có một luồng sức mạnh đáng sợ đang tràn ngập quá chặt lấy nó chỉ cần nó dám động thủ tất nhiên sẽ bộc phát sinh tử đại chiến giữa các cao thủ tuyệt thế lúc này xích lân như là một người rơm bị sở phong đánh bay tới bay lùi mấy lần bị đánh bay lên trên không khiến cho nó bị trọng thương xương cốt đứt gãy rất nhiều chỗ sở phong muốn kết thúc trận chiến đấu này nhưng mà mỗi lần đến thời khắc mấu chốt xích lần đều sẽ tránh đi chỗ yếu hại sở phong quét trong một cước cương mặt xích lần biến hình cầm gãy xương nó vừa kinh vừa sợ con mắt đỏ hồng phát ra một tiếng long ngâm kinh thiền động địa nó hoa ra bản thể đột nhiên xương cánh hoành không mà lên gần như phát điên phun ra hỏa diễm về phía sở phong phổ thiền cái địa nóng chảy phía chiến trường này nó bị buộc đến một bước cuối cùng rồi lấy bản thể khổng lồ để tiến công sở phong nhưng nó cũng biết hiệu quả không lớn dưới hình thái nhân loại và long thân thực lực của nó cũng không có thay đổi thế nhưng là bị buộc bất đắc dĩ nó mới hiền hóa ra thân rồng tuy thân chuẩn bị đào tẩu anh lửa ngập trời khiến chiến trường hóa thành một vùng đất dung nham nhưng mà Sích Lân biết Như thế này cũng không làm gì được đối phương Bởi vì đối phương còn mạnh hơn đó Sao có thể bị thiểu chết như vậy được Có lẽ Nên rút lui đi thôi Dù là bị người ta nhạo báng Cũng tốt hơn so với không còn mạng xích Lân bắt đầu sinh ra thoái ý Không phải mày nói Là trong vòng vài phút Sẽ dạy cho sở phòng học cách làm người sao Chẳng lẽ giờ muốn chạy trốn à Trong trận doanh phương đông Có người nhìn thấu tâm tư của nó Lớn tiếng chế giễu muốn khích nó lưu lại. Xích lần tức giận, cảm giác cương mặt nóng rát, hận muốn điên lên. Lúc này, Sở phong còn không có đi tới và thì càng. Nó từng nói, một khi gặp nhau sẽ trong vài phút dạy cho sở phong cách làm người thế nào nhưng bây giờ lại là một kẻ một kết quả như vậy quá là sỉ nhục nó cảm giác gương mặt nóng rát nhưng mới bị người ta thưởng cho một cái bàn tai nơi trận doanh phương tây rất nhiều người không phản bác được sự yên lặng không có cách nào giúp xích lân nói chuyện lúc này xích lân dài chừng mấy chục thước toàn thân đỏ tươi có vết máu càng bởi vì đang tỏa ra ánh sáng đỏ ngoài ra phải cũng làm màu sắc này cường tráng khổng lồ ẩn giấu sức mạnh kinh khủng nhất nếu như là đối mặt với những sinh vật khác xích long có lòng tin có thể một đường nghiền ép chỉ dựa vào bộ thân thể này cũng đủ để quét ngang các lộ phương cấp cường giả nhưng mà đối mặt với sở phong nó mất đi đấu trí thân thể càng khổng lồ càng dễ dàng bị nhân loại đáng sợ đó đánh trúng. Mục tiêu quá lớn, còn công bằng khi nó dùng thân người tham chiến. Giống, sở phong, khoan nợ này, tao nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng sẽ thành toán với mày thôi. Sinh lòng thét lên giận dữ, nó là rồng, tốc độ nhanh tới rất nhiều so với sinh vật khác. giường cánh lăng không, liền muốn bay đi. Nó biết nếu làm như vậy sẽ rất mất mặt, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo nhưng bây giờ không có cái gì quan trọng hơn so với sống sót. Đã nói rồi, mày là con mồi của tao, con vọng tưởng muốn chạy trốn chắc. Sở phong ở phía dưới bình tĩnh mở miệng. Trong tay trái của hắn xuất hiện một đạo điện quang nho nhỏ. Sau đó điện quang càng tụ tập mãnh liệt hơn, cuối cùng hình thành một cái trường mâu hừng hực dọa người. Oanh! Hắn đột nhiên ném ra. Đây là năng lực mà hắn đã lấy được sau khi đột phá đạo công xưởng thứ tư, là năng lực mạnh nhất mà hắn vẫn luôn không có sử dụng tới, bây giờ đã phát huy. Tiềm điện cương tụ trưởng thành mâu, còn trói mắt hơn cả mặt trời, đi ngang qua trời cao, dùng tốc độ của xích lân, lạnh nhanh cũng vô pháp trốn qua sự truy kích của tiềm điện. Trong chốc lát, nó liền bị đuổi kịp rồi. Đây là một thanh trưởng mâu làm bằng tia chớp, chấn kinh hai trại trận doanh đông tây phương. Phốc, phốc. Lưu điện trưởng bầu đầu tiên đã xuyên thủng thân thể của xích Lân khiến cho chỗ bị nó xuyên qua huyết dịch phun tung tóe sau đó nó lại đổ tung oanh xích lần kêu thảm một tiếng cuộn tròn rơi xuống đại địa nơi ngực của nó nổ tung huyết động thật đáng sợ trước sau trong suốt vết thương quá lớn muốn ngăn chặn cũng không thể ngăn chặn vì thường thế quá nặng râm đại địa rùn lầy bầy xích lần nện ở khu vực không có nhàm tường của chiến trường khiến cho mặt đất kịch liệt lay động khe hở màu đen lan tràn hướng bốn phường tám hướng Trước khi mọi người kịp phản ứng vọt tới, sợ phong ném ra một đấm, phịch một tiếng, đánh xuyên qua xương trán của xích lần, kết thúc tính mạng của nó. Bên kia trận doanh phương Tây, rất nhiều người đang gầm thét, mà hắc Long Vương càng đang muốn động thủ. Nhưng bên phía trận doanh phương Đông, có ánh sáng vàng cực kỳ cường đại hiển hiện, kích xạ tới, trực tiếp nhắm ngay lão ta, chống đỡ khí cờ đáng sợ do nó bộc phát ra. rầm rầm, Sợ phong kéo lấy xích lần chạy về hướng núi cồn gần, một con rồng khổng lồ như vậy lại bị hắn kéo đi, có thể thấy sức lực khủng bố đến cỡ nào. Hắc Long Vương, Lão Sư Tử, Phạm Lâm, Chi đều muốn hành động ngay, thế nhưng bọn họ phát hiện đối diện có khí cơ khổng lồ tràn ngập, có cơn giả khóa chặt lấy bọn họ. Đại chiến giữa các cao thủ tuyệt thế sắp bộc phát, thống khoái lắm, ha 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 Bên đại trận doanh phương đồng có rất nhiều người cười to, cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ. Một con rồng phương Tây mạnh mẽ như vậy đều bị sở phòng giết chết sở phong vừa lòng thỏa ý bởi vì các người con rồng này đều là bảo vật đặc biệt là nó có thứ mà hắn vô cùng cần thiết lúc này những người xem phát sóng trực tiếp đầu tiên là hóa đá sau đó xôi trào ta thấy được cái gì thế này đồ long trần trần thật thật diễn ra trước mắt có người giết chết một con rồng phương tây lão đại quá bừu hãn không chỉ còn sống trở về còn đồ long nữa tám người thuận phong chí ông sơn thành đang cao hứng hưng phấn kêu to ngọc hư cung lão đầu tử lục thông vui sướng và kích động nhưng cũng rất đau lòng tiểu tử thúi, thật sự là quá lãng phí đây chính là long huyết cậu có thể để nó chảy như vậy tất cả đều chảy hết lên trên đất mất rồi lạc thần cậu đang xem phát sóng trực tiếp sao người kia hình như thật sự là sở phong hắn về bà đang đổ long đấy hạ thiên cứ hỏa tốc liên hệ với Khương lạc thần qua điện thoại Khương là thân quả thực đang xem phát sóng trực tiếp. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cả thế giới đều chú ý. Cô ta làm sao có thể không quan tâm kia chứ? Mặc dù địa điểm trực tiếp cách chiến trường khá xa, khiến cho hình ảnh không được rõ, nhưng cô ta vẫn có thể nhận ra người kia chính là sở phong. Sắc mặt cô ta lộ ra vẻ khác thường. Tất cả mọi người đều nói sở phong đã chết, nhưng hắn lại bất ngờ xuất hiện, còn đương đương hoang hoang bá đạo ở chỗ đó giết rộng như thế. Khương Lạc Thần cũng biết rất nhiều người có lẽ ngồi không yên rồi Đúng như cô suy đoán Một số đại tài Việt phường đồng bị chấn động không nhẹ Đã từng đánh giá cao sở phong Nhưng rồi phát hiện như thế vẫn đã xem nhà hắn Thời gian mới được bao lâu chứ Hắn đã có thể so chiêu Với vương giả siêu cấp Còn giành được chiến thắng cuối cùng Trừ đám cao thủ Tuyệt thế khổng tức vương chi ê, sư tử già Đã đột phá cảnh giới gồng siềng cấp 6 ra Trên đời này còn được bao nhiêu người Có thể áp chế được hắn bây giờ hắn trở thành vương giả siêu cấp chân chính rồi. Trong bồ đề cơ nhân, có người đến tìm Khương Đạc Thần, là một người chú trong tộc của cô ta, vừa bắt đầu đã đi thẳng vào vấn đề vô cùng trực tiếp. Lạc Thần à, suốt cuộc quan hệ của cháu với sở phong là thế nào, cảm thấy hắn ra sao chứ hả? Tránh của Khương Đạc Thần lập tức hiện lên hắc tuyến, trợn mắt nhìn người chú của mình, ai lại nói thẳng ra như vậy? Trong một ngôi biệt thự của Lâm Gia, sinh vật thiên thần, Giang Ninh, sắc mặt của hứa uyển di trắng bệch nhìn chăm chăm vào màn hình kể từ sau khi thông qua cảnh tượng trong phát sóng trực tiếp trông thấy người kia mấy ngày nay tâm trạng vui vẻ của cô ta hoàn toàn bay biến mất tại sao hắn lại vẫn còn sống chứ tâm trạng của cô ta cực kỳ tệ người kia càng ngày càng mạnh nếu như hắn tìm đến chỗ cô ta tính nợ thì đến lầm già cũng khó che chở được trong một địa điểm giải trí ở thuận thiên một số dị tộc trẻ tuổi đang tụ tập cùng nhau xem phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn. Trời đất, hắn thật sự còn sống sao? Hùng khôn kêu lên sợ hãi, hắn ta đang trột dạ, nhìn không được lau đi bộ hôi lạnh. Cũng may lần này có ông đội hắn ta là Hắc Hùng Vương cảnh báo trước, nếu không sẽ lại gây ra họa lớn. Nếu như thật sự nguyên rủa sợ ba vương lần nữa, đợi cho đến khi bị kia trở về còn không đến lột ra hắn ta sao? Hồ sinh thì gầm gừ lẩm bẩm trong miệng, cả công bị dọa cho sợ không ít. Lần đấy thế mà Cả lại đoán sai Tại sao có thể sống lại Không phải chết rồi ư Có người trong bộ tộc khổng tước lạnh giọng hỏi Vô cùng phẫn nộ Tộc Thương lang, Tộc Kim ưng Cũng sống như vậy Đều từng cùng nhau ăn mừng Nào có ngờ tên sở ba vương kia Lại tưng bừng sống dậy như thế Đặc biệt là Hắn còn ở chỗ đó giết rồng Thể hiện sức mạnh cường đại Điều này khiến cho rất nhiều dị tộc Có cùng có thù với sở phong Cực kỳ bất an Không sao đâu không sao đâu hắn mới sống không đổi đấy đại chiến núi quân luân đâu đơn giản như vậy quân đồng trình có át chủ bài chưa lật nó không chừng sẽ đánh hạ được nơi đó tiêu diệt hắn có một nhóm dị tộc không ưa sở phong vô cùng hy vọng hắn chết trận trên núi Côn luân ngược lại với bọn chúng nghị luận của ngoại giới càng thêm nhiều sớm đã sôi trào lên rồi sở thần ấy thế mà còn sống ha 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 thật sự là quá tốt tôi biết hắn không phải người sẽ chết yểu bệnh mà trở nên mạnh như vậy chiến đấu đến uy danh hiền hách trên núi Cồn Luân. Bất ngờ thật đấy, sợ phong còn sống xuất hiện, hắn thế mà còn giết một con rồng phương Tây, để cứ như là chuyện hoang đường vậy đó. Ngoại giới vô cùng chấn động, trên mạng dường như bùng đổ, hay là người xem truyền hình trực tiếp, toàn bộ đều khiếp sợ và càng thêm kích động, sôi đổi bàn luận chuyện này. Tất cả mọi người tưởng rằng hắn đã trồn xương đất phương Tây, bị giết trở thành phố và tỷ căng. Kết quả, hắn vẫn quyền vẹn trở về còn bắt đầu chiến đấu với quần đồng trình thực hiện hành động giết rồng vĩ đại kia sở phòng vốn có nhân khí cao vô cùng bây giờ khởi tử hoàn trình hiển nhiên dẫn đến động thái to lớn số người bàn luận cũng chẳng hề ít tại sao tôi cứ cảm thấy sai sai dựa vào tính cách của vị này tuyệt đối sẽ không để cho đám ở thành phố và thị căng hắn đất bẩn lên người của mình nhưng mấy ngày gần đây hắn không có hành động gì đây không phải là phong cách của hắn đúng là khiến cho người ta hoài nghi nhìn vào tính tình của hắn tuyệt đối sẽ không bấm bụng nén giận không bình thường rồi gần đây phương tây cũng đâu có yên ổn gì trời ơi hy vọng là tôi đoán sai ở bên ngoài căn bản không có cách nào bình tĩnh được nữa đừng nói là người bình thường đến cả các đại tài việt cũng đang chăm chú theo dõi sở phong thậm chí bắt đầu có chuyên gia tiến hành phân tích hắn có người nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường nội bộ một chút tài việt sau khi trải qua nghiên cứu và phân tích, suy đoán ra một ít trần tướng. Một đông người nghiêm túc hoài nghi những chuyện này xảy ra ở phương Tây gần đây liên quan đến sở phong. Nếu như điều này được chứng thực, nhất định sẽ nổi lên phong ba, còn là sóng lớn kinh động, thực sự quá dọa người. Núi Cồn Luân, không khí chiến trường vô cùng căng thẳng, cao thủ tuyệt thế đang đối đầu, tuy là chưa thật sự chiến đấu, thì những cái loại khí thế khủng bố tràn ngập vẫn khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn. Có điều hậu phương chiến trường lại là một bầu không khí khác. Sở phong kéo về một con rồng phương Tây dẫn đến náo động. Một đám người vây quanh lại. Này người anh em, lần này muốn luộc hay là nướng đây? Một đám phương giả không thèm khách sáo bởi vì quá quen thân với nhau. Không lâu trước đây còn cùng nướng mà tức vương. Cái này gọi là nhờ ăn mà xuất hiện cảm tình. Chủ yếu nhất là những người này đều đại chiến xong, xem chỉ tạm thời hoàn thành nhiệm vụ rất là thong thả, không còn gánh nặng trong lòng, cho nên qua đây cùng ăn uống với sở phong. Chiến xào hầm luộc kiểu nào cũng không thể thiếu, đây là thịt rồng đấy, đương nhiên phải mở tiệc lớn rồi. Lúc này có cân giả cấp phương sai người mang ít rượu ngon từ trong túi ra, quả thực muốn mở tiệc. Đợi đã, đừng vội khai tiệc, bọn ta cũng đi giết địch, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cùng ăn mừng với mọi người đại hắc Ngưu gấp gáp vù vù chạy về phía chiến trường đi khiêu chiến cùng lúc ấy hoàng Ngưu cũng đi theo thực lực bọn họ đều mạnh mẽ một kẻ thì đã đột phá nằm đảo công giềng một kẻ thì từng chuyên phương pháp hô hấp cho sở phong trừ đại người như chiê với hắc long vương ra gần như không có kẻ địch quả nhiên đại hắc cưu trên chiến trường phát cuồng quyền pháp trong cơ thể dùng đến cực hạn mạnh mẽ nổ tung bột kẻ cung cấp. Lão ngưu uống phải máu phượng hoàng à, sao mà hùng hổ thế? Không hổ là ngưu ma vương, cực kỳ đã bá đạo. Ở bên ngoài rất nhiều người đuối con gần vỗ vỗ tay tán thưởng. Sau đó nhìn thấy đại hắc ngưu lấy ra một cái kính rầm đeo lên, Lấy vuốt vuốt tóc ngược lên, kiều ngạo quay trở về. Từ thế này quá buông thả, chọn cho một đám người bên phe phương Tây oán giận. Hoàng ngưu ra trận, xuất thủ nhanh gọn, hai chiều đã đánh chết một vị vương giả lớn mạnh gây chất động toàn trận không một ai ngờ đến vị vương giả biến hình thành một bé trai lại khủng bố như thế chỉ có sở phong hiểu rõ bằng câu rút cuộc lợi hại đến mức nào nó đến từ ngoại vực nếu như không có điểm hơn người thì làm sao mới thời kỳ đầu đã có thể đến được thế giới này kia chứ đằng trước đốt quân luân vương thơm nước mũi đúng là rán trên luộc hấp cái gì cũng có một bữa thịt rồng lớn nhất rất nhanh đã được chuẩn bị xong lại còn có mùi rượu thoang thoảng vô cùng mê người. Cái này kích thích những phe phường đồng khác, ai cũng muốn đến uống được một chén canh. Không được, ta không phải đi đánh bại một đối thủ, sớm hoàn thành nhiệm vụ, còn về uống rượu mừng chứ. Có cơn giả cấp vương thấp giọng nói. Không một ai nghĩ đến, đằng sau một đám không đứng đắn ở đó nướng thịt rồng, lại kích thích nhiệt huyết của những người khác, dẫn tới sĩ khí đại chấn. Đến nỗi, bên phe phường Tây rất nhiều cơn giả quả thực bị chọc cho thức nổ phổi. Một con rồng Tây Phương, thế mà bị đám người kia đem nướng lên, chuẩn bị một bữa tiệc thịt rồng thật lớn. Quần đồng trình làm sao mà chịu nổi việc này đây? Nhất là khi khi đến, từng có một người viết ra bảng xếp hạng mỹ thực. Hiện tại chẳng phải có câu trả lời rồi sao? Điều này khiến cho phe cánh phường Tây cảm thấy nhục nhã. Hắc lòng vườn phát ra một tiếng gầm lớn, lòng ngầm rung động bầu trời. Đang bị nướng kia là tộc rồng cũng là đồng loại của gã Đương nhiên khiến gã ta phẫn nộ rồi Thế nhưng cuối cùng gã cũng không làm gì Chọn lựa nhẫn nhịn xuống Mấy vị kia đã tới chưa Có định giữ chữ tín xuất thủ hay không Hạc Long Vương nói nhỏ Bọn họ đang chờ đợi viện quân Nếu dám đánh sáng phía đồng Đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi Trước cái đám cao thủ tuyệt thế bọn chúng Hiển nhiên còn âm thầm bởi đến Những sinh vật vô địch Đã đột phá được cảnh giới công siềng cấp sáu muốn tham dự trận đại quyết chiến phần chia ở núi Côn Luân. Có lẽ không sao đâu, ta cảm giác có người đến rồi, đang ở cách đây không xa. Lão chúa tiền ma cà rồng nói ra, ông ta lấy máu tươi làm thức ăn, cực kỳ mẫn cảm với huyết khí của cơn giả tuyệt thế. Cứ để bọn chúng đắc ý chút đi, cuối cùng vui vẻ hụt, cả đám đều phải chết thôi. Ánh mắt của Hắc Long Vương lạnh lùng nói, trận chiến này, bọn họ muốn săn bằng Côn Luân Sơn người cản diệt người. Cho dù có là cao nhân như ngạo Vương hay là vượn giả, đột phá cảnh giới công xưởng cấp 6, cũng ở trong danh sách phải giết. Chi Ê cũng lộ ra ý cười. Bọn chúng muốn đánh bộ trận để xây dựng triều đại, vì diệt trừ vương đối cùng luân, quật khởi tại quê hương của vạn thần, tạo thời cơ tìm kiếm thần thành. Ta từng giao hẹn với một người, bảo bọn họ ở vùng đất phong thiền kiêm chế cao thủ tuyệt thế phương đông. Chỉ có người đứng đầu bích dù cùng đã trở về, hắn cũng thấy cồn gần rồi đấy chi bình thản nói những người khác nghe vậy đều gật đầu đại cục đã được định thực lực của đối phương bị sụt giảm còn bọn họ vẫn có viện trợ liên tiếp sao có thể không thắng được ha ha ha, ha, ha. tất cả cùng nở nụ cười lần này cũng vì trận đánh phường đồng bọn chúng chuẩn bị rất chu toàn phải đánh gục quân địch thôi trên thực tế các tuổi thế cao thủ phường đồng có khả năng tham gia đều từng bị bọn họ suy xét qua, thiết triển thủ đoạn kiềm chế khiến cho không thể rời đi. Đại chiến bắt đầu muộn là vì thế, không phải do bọn họ đi chậm. Trên thực tế, trong đó có vài người sớm đã hành động, lặng lặng lèn vào khu vực phương đông, che giấu tung tích, làm ra vẻ cường giả thần bí, âm thầm ra tay, khiến cho mấy vị cao thủ tuyệt thế phương đông không dám rời khỏi địa bàn của mình. Trước núi cồn gần, đám người sở phong ăn rất vui vẻ, một con rồng bị họ xẻ thịt, thịt trong suốt, tỏa ra hào quang sáng lạ, vô cùng ngon miệng. Ngoài ra thịt rồng còn chứa rất nhiều năng lượng, cực kỳ có lợi với bọn họ. Có thể thấy được, bất luận là thịt rồng nấu chín hay là thịt rồng nướng vàng đều phát ra ánh sáng, xứng là vật đại bổ rồi. Khẩu vị của sở phong rất tốt, ăn gấu ăn nghiến, đến đại hắc ngưu cũng không có bằng. Tâm trạng của hắn vui vẻ, bởi vì có được một cái cân rồng đỏ thẫm phát sáng cùng đại lội âm của hắn rốt cuộc có thể thẳng cấp uy năng. Hắn tin sau khi thay sợi cân rồng này vào, đồ để bắn chết sinh vật cấp vương. Nếu không cây cung đó, gần đây cũng sẽ bị bỏ lại, không dùng, bởi vì hiệu quả đối với sinh vật cấp vương không quá lớn. Hắn buộc phải hành động, để cho mấy vị cường giả cấp vương hỗ trợ, bắt đầu đổi dây cung. Hắn lấy vị trí tình hòa nhất của gân rồng, buộc vào cung thay, sau đó lập tức từng đường từng đường vân đỏ tỏa ra. Cây cung này thật khó lường, phong chương đủ để cho hắn bắn chết sinh vật cấp vương. Con người thán phục rồi nói. Sở phong mỉm cười, bắt đầu đánh bóng răng rồng và sừng rồng, để để chư vương hỗ trợ lần nữa, cùng nhau mải chế mũi tên cho hắn. Nhưng người nơi đây đều kinh hãi, loại mũi tên này quá khủng bố, có khi một mũi tên đã có thể khiến một kẻ cơn giả cấp vương bị thương nặng. Một lúc lâu sau, tiếng thú cầm rung trời từ phía xa khiến cho nhiều sinh vật cấp vương phải sợ một con quái vật lớn trắng như tuyết chạy tới vô cùng khủng bố nó từ trong núi côn luân lao ra người đầy vệt máu mỗi một lần chạy nhảy lại từ ngọn núi này qua ngọn núi khác điên cuồng và mạnh mẽ vô cùng Nó là bắc cực vương lúc này nó lộ ra bản thể là một con gấu lớn màu trắng to chừng một ngọn núi nó đã thất bại trên một đường về đây thân bị thương nặng trên người có mấy vết thường hết sức đáng sợ, sâu đủ tất cả xương. Ở phía sau, Ngao Vương vẫn trong tình trạng đàn ông trung niên đang theo sau truy sát, trên người nhuốm máu gấu. Cuối cùng Bắc Cực Vương chạy về doanh trại phương Tây, lại biến thành hình người, há mồm và thở dốc. Vị trí ngực với bụng của gã suýt chút nữa bị rách hoàn toàn, máu tươi chảy ra đầm đìa. Người bị sao thế? Năm người Hắc Long Vương kinh hãi hỏi. Tên đó rất là mạnh, nhưng ta không sao, chỉ nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Bắc cực vương thấp giọng nói, nơi bị thương của gã đằng sáng lên, vết thương từ từ khép miệng lại. Ta cảm nhận được người của chúng ta mời tới đã đến, có thể ra tay được rồi. Chị lộ ra nụ cười thản nhiên, ánh mắt dần nở, trở nên soạn người, lạnh lẽo vô cùng. Thời khắc quyết chiến đã đến, các người có dám đánh một trận không? Lão sư tử mở miệng thét lên, vết khí vàng nhạt vọt lên ngợp trời kinh sợ cả thế gian ông ta được xưng là cường giả vô địch hiếu thắng không kém bắc cực vương mà trên cõi đời này ông ta chính là một trong các cao thủ tuyệt thế khiến cường giả phương đông phải kiêng kỵ cùng lúc đó đại sư yêu ga cổ phạm lâm lão chúa thể ma ca rồng chi ê e, hắc long vương bắc cực vương cùng theo vào cùng đi về phía trước đứng ngang hàng với nhau điều này khiến cho người của phe phương đông cảm nhận được áp lực cực lớn. Đối diện có đến 6 vị cao thủ tuyệt thế. Có gì mà không dám chứ? Nào Phương mở miệng nói. Người đầu tiên bước về phía trước. Tiếp đến, một người đàn ông trung niên tóc vàng đi ra là kim sĩ đại phẳng vương trưởng giáo Hòa Sơn. Sau đó, con phượng già đến từ đại lâm tự đối Tùng Sơn cũng đứng ra. Còn có cái thái cực tông sư võ đàn cũng hiện thân. Chỉ có mấy người như vậy thôi sao? Còn không đủ để mình ta diệt. Lão sư tử lộ ra điên cuồng, tự tin vô địch. Toàn thân đều đào huyết khí màu vàng, tràn ngập hướng trời cao. Chị cũng cười cười, nó rất tự phụ nói. Trong dữ liệu, biết là mấy người sẽ hiện thân, chỉ là quá ít người đột phát được cảnh giới công xưởng cấp 6. Lần này, bọn ta đủ để nghiền ép các người rồi. Mấy vị đạo hữu, lúc này còn không hiện thân, còn chờ đến bao giờ. Hắc Long Phương hổ lớn. Tự xác truyền đến tiếng mãnh hổ gầm. Tiếp theo một con hổ lớn sặc sỡ xuất hiện mang theo cuồng phong cùng sát khí kỳ gớm trước mắt đã đến trước mặt thể hình của nó cực kỳ đồ sộ hổ vương siberia có người chấn động nhận ra thân phận của nó đây là một vị cường giả tuyệt thế đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 6. đùng mặt đất rung động một con tê giác trắng to như núi đi tới hình thể kinh người bước từng bước tới gần khiến cho khắp nơi đều chấn động đây là tê vương mà lão sư tử mời đến. Rất nhiều người bên đối quần luân đều lạnh tâm. Thế này thì còn đánh đấm cái gì? Đội phương chuẩn bị quá kỹ lưỡng. Ước chừng đã có 8 vị cao thủ tuyệt thế, có thể còn nhiều hơn nữa. Nhưng người bên phía phương Tây thì vui sướng, kích động. Sau đó bật lên tiếng hoàn hồ rung trời. Trận trên này, bọn hắn thắng chắc rồi. Chúng ta không muốn tiến hành một trận quyết đấu nhàm chán. Hôm nay, phải lấy thực lực mạnh mẽ bá đạo tuyệt đối để nghiền ép các ngươi. Chị e lại quát lớn một câu Thật sao? Ngươi cho rằng mình thắng chắc hả? Ngao Vương lạnh lùng hỏi Mời các vị đạo hữu hiện thân Lúc này vẫn ra trường giáo đại lầm tự mở miệng nói Oanh! Trời đất rung chuyển Một lão thầy tu đi tới Trông thì giả đua Nhưng lại tàn ra huyết khí nhàn nhạt, nhạt, Đủ để chống lại lão sư tử vương Thậm chí còn có thể áp chế Đây là kẻ nào? Chị e, Hắc Long Vương đều kinh ngạc trong tình báo căn bản không có vương giả như vậy. Sư phụ! Mã vương đốt cồn luận bị thương vỏ tới, lập tức ngành tiếp. soạt Kiếm quang ngang trời, rực rỡ loa mắt. Hai con hạc tiền dường cánh, từ cuối chân trời bay đến, mang theo kiếm khí vô tận nổ tung mặt đất. Bọn họ giống như hai vị kiếm tiên. Hai tiền hạc trắng của thục sơn kiếm cung sao lại đến đây? Không phải bị ta cố tình bày trận kiềm chế hay sao? Bắc cực vương sợ hãi nói. Xong vô tiếng, nơi xa xa trên một ngọn núi một con chuồn núi xuất hiện lưng đèo thiên tiên bắt quái đổ mây thần phờn quanh khí tức khủng khiếp tràn ngập chấn động trên trời dưới đất lão chuồn núi của núi khổng động cũng đến rầm rầm đúng lúc này trên bầu trời tỏa ra ánh sáng vô tận hai con cầm vương mang theo sóng năng lượng ngập trời phủ xuống một con khổng tước một con quả vàng hạ cánh ở núi cồn luân. trong nháy mắt chia đau cả đầu đây không phải là người một nhà đã giao hẹn kiểm chế cao thủ tuyệt thế phương đông sao hai tên cầm vương thế mà lại đổi ý à đoanh vô tiếng ba thân ảnh như thần mà xuất hiện kêu ngạo đi từ cuối lên khiến cho cả đất trời đều run lên bần bật bát cảnh cung ngọc hư cung bích dù cung tam đại công chủ cùng nhau giá lâm trong lúc nhất thời bên phía núi cồn luân khí tức cao thủ tuyệt thế dâng trào un un kéo đến rốt cuộc là ai nghiền ép ai hổ có ý đã thương người, người cũng có lòng hàng phục hổ. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, ai có thể ngờ tới chiến trận lại thay đổi bất ngờ đến vậy. Gần như chỉ trong chốc lát, đã có rất nhiều cường xả khủng bố đột phá cảnh giới công xiềng cấp 6, đột ngột xuất hiện. Tại trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị chết trần tại chỗ. Đến cả phe phương đông bên mình cũng không ngoại lệ. Vừa rồi rất nhiều người tâm lạnh như tro tàn, nào nghĩ đến trong chớp mắt, thấy cục nghịch chuyển bọn họ từ bị động chuyển thành đắm quyền chủ động tuyệt đối. Nhiều vương giả cường đại phổ biên như vậy, trong những người này, ai mà chẳng phải là kẻ có thể nhìn xuống trừ vương. Ngày thường muốn gặp một người cũng thấy khó, hiện tại đều tệ tụ ở núi Cồn Luân. Oanh! Một giây tiếp theo, nơi đây sôi trào. Bên phía núi Cồn Luân, từ cường giả cấp phương xuống tới tiểu yêu thông thường, lúc này tất cả đều hò hét, hoan hô, náo động, tiếc tài nhấc óc. <laughs> Quá mạnh. Lần này để ta coi đồng trình quân các ngươi còn gây ra được sóng gió gì, xem các người trốn đi đâu. Phong tưởng xâm chiếm đối quân luôn, cứ mở giấc mở hảo huyền của các người đi. Một thành viên của đồng trình quân cũng đừng hòng trốn được. Không, lần này bọn ta muốn Tây Trinh giết hết đến phương Tây đi. Doanh trại chính phương Tây đông nghịt, chỉ nói trên số người thì tuyệt đối chiếm ưu thế, lấy hàng nghìn bản tính thì thắng được lúc còn Luân ở số lượng nhân mã. Nhưng bây giờ nhiều người đang sợ hãi, từ sinh vật cấp vương đến ngoại tộc và dị nhân đã thức tỉnh cảnh giới, không sợ sao được, bởi vì lần này chúng đã phải đấm sát rồi. Chẳng ai ngờ đến thế cục bất ngờ thay đổi lại còn chuyển biến nhanh như vậy. Vừa rồi doanh trại phương Tây bên này, mọi người còn đang hoan hô cho rằng tất thắng sẽ đánh bại được Côn Luân. Nhưng bây giờ, bọn chúng đều bị dội trong một cáo nước lạnh xương cốt trùn lên, trong lòng vô cùng sợ hãi. Những kẻ này cảm thấy chắc hẳn mình sẽ phải bỏ mạng ở phương đông rồi. Rất nhiều người trong số bọn họ có lẽ không rời nổi khỏi mảnh đất này. Trước kia, bọn họ quá lạc quan. Đại quân đồng Trinh trùng trùng điệp điệp, muốn xâm lược nuôi côn luân, Nên một trận tiêu diệt trừ phương. Còn đối phương sao lại không muốn tiêu diệt bọn chúng chứ? Làm sao bây giờ? Chúng ta chạy ư? Nhưng nếu trực tiếp chạy trốn thì sẽ bị truy sát chết càng thảm hơn nữa. Đáng trách, đáng tiếc, chúng ta vinh vào đắc ý, giờ gặp phải tất cả vương giả khủng bố đột phá được sáu đạo không riêng. Lần này chết không có chỗ trốn rồi. Những người này sợ hãi, nội tâm tràn ngập sự tuyệt vọng. Cho dù là ai, vừa nhìn vào thế trận này cũng biết đã hết hy vọng rồi. Cục diễn lúc này còn lần ngược kiểu gì nữa, sớm đã không thể cứu vãn rồi. Có thể chúng ta bên này vẫn còn cao thủ tuyệt thế, đây là hy vọng duy nhất. Có người nói nho nhỏ Thằng ký Phương đồng cũng sẽ có con bài chưa lật Nhìn biểu tình của bọn chúng Lần này muốn một lưới bắt hết Hủy diệt chúng ta đấy Có cường giả đột phá được năm đạo công xiềng Thờ giải nói Lúc này đừng nói là bọn chúng Đến cả cao thủ tuyệt thế trong đồng trình quân Cũng trên đề cứng đờ tại chỗ Bây giờ bọn họ Đang rất là đau đầu Thế mà lại gặp phải cục diện như thế này Toàn thân của lão sư tử Toàn ra huyết khí màu vàng nhạt vọt lên ngợp trời. Ông ta xác thực là vô cùng khủng bố, gần như là thực lực vô địch ở đây. Bây giờ ra đầu cũng có chút tê rần rần. Đối diện có quá nhiều cường giả đột phá sáu đạo công xiềng, Không biết có kẻ trượt lộ diện hay không. Nếu thật sự xông qua, lập tức sẽ thành hai đánh một. Không lâu trước đó, ông ta còn tràn đầy tự tin, muốn tiêu diệt nước cồn luân. Liếc nhìn đám người ngao vương vượn ra bằng đỡ con mắt hiện tại lão sư tử chẳng nóng nảy được nữa. Sắc mặt của Hắc Long Vương biến đổi khó dò. Gã ta nắm chặt hai tay nhưng cũng không dám bộc phát ra. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của gã xúc động muốn chửi người ta. Tình thế tốt đẹp, vốn còn tưởng rằng sẽ đánh một trận lập vương triều. Năm người tất cả đều đảo ngược, bọn chúng tự thần lầm nguy. Điều khiến cho Hắc Long Vương sợ hết hồn vía, đó là đối diện có một con chim đại bàng màu vàng đang lom lom nhìn gã chăm chú, tràn ngập sát ý. Đây chính là kẻ thù trời sinh, thiên tính đối địch của chủng tộc. Trong truyền thuyết, đại bàng dùng long xà làm thức ăn. Chuyện này khiến Hắc Long Vương cảm thấy bất an, con đại bàng kia có vẻ rất đáng sợ. Bắc Cực Vương càng không phải nói, sớm đã bị Ngọc Vương đánh cho trọng thương. Hiện tại sắc mặt càng nhợt nhạt, cả đang suy nghĩ làm thế nào để thoát thần đây. Cái đầu trọc bóng loáng của đại sư Yê cao Cổ Phạm Lâm cũng toát cả mồ hôi. Trước đây, cả nhã nhặn, bình tĩnh, bàng quan, hiện giờ lại cực kỳ trột dạ. Mọc da của lão ma vương cả rồng trắng bóc, ông ta đã chuẩn bị đao tẩu đến nơi. Giữa loại tình huống này, căn bản chẳng có cách nào để quyết chiến. Bên phía đối diện, có hơn 11 vị đột phá sau đạo công xiềng cùng ra tay, tuyệt đối có thể vây giết được bọn họ. Tâm trạng của Chie cực kỳ tệ, vốn dĩ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, hắn ta còn vừa cười lạnh tuyên bố phải lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép trừ vần đối cồn luân nhưng mới chớp mắt đã vả vào mồm mình bị đánh cho đến choáng váng trước mặt có bao nhiêu sinh vật đột phá được giáo đạo không riêng có chừng mười ba người quả thực hủ chết người ta nhất là còn bị đồng binh giả phản bội căng kết cho hắn thấp bực mình muốn phun máu dễ nhận thấy nhờ không thức phương và kim ô vương bán đứng hắn nếu như không tam đại cung chủ bát cảnh cung ngọc hư cung bích du cung sao có thể cùng nhau giáo lâm cứ như thế lại nhiều thêm năm tên đại địch vốn dĩ những người này đã chả cần âm mưu gì bên trong ngoài ra còn tưởng thuộc thần kiếm cung bị kiềm chế và núi không động chẳng thèm để ý vậy mà trường giáo lại tự mình đến đây còn có lão thầy tù nghề nữa thế mà lại là, là cao thủ tuyệt thế ẩn núp vào núi côn luân từ trước đến giờ chưa từng nghe qua chi luôn tâm tư thâm trầm lần này phải kế hoạch vạn thần chi hương cho phương đông tiêu hào lượng lớn tinh lực để tụ tập các đại cường giả tuyệt thế liên quan về một chỗ nhưng cuối cùng lại là kết cục như vậy hiện tại hắn ta muốn phùn máu trong lòng nhịn một ngọn lửa vô cùng nóng giận thực sự không hề cam tâm sau khoảng lặng ngắn ngủi ngoài dữ liệu của mọi người kẻ phát tan bầu không khí trầm mặc lại là hổ vương siberia nó rời khỏi đám người ê khắc long vương các vị Đừng có hiểu lầm, ta không phải là hổ Siberia, ta là hổ Đông Bắc, cũng thuộc cơn giả phương Đông, ta không có ác ý đâu. Con mãnh hổ này thể hiện vô cùng to lớn, đủ cao tới mấy chục mét, dài gần trăm mét, huyết khí ngập trời. Vừa nhìn đã thấy là một con thú vương cuồng bạo và hùng mãnh. Ai mà người tới nó lại nói ra mấy câu như vậy. Điều này khiến cho rất nhiều người cạn lời. Hổ Siberia với hổ Đông Bắc không phải đều thuộc một tộc sao? vị này hoàn toàn đang lôi kéo làm quen, định coi mình là thuộc vương giả của phương đông, xem chừng làm muốn trở mặt với đám người chia rồi. Có rất nhiều người oán thầm, kẻ được dân đập phu của muôn loài, hổ Đông Bắc lại là cỏ mọc đầu tương. Không phải đây chứ, Đông Bắc có một con hổ vương mà người lại xưng là vương của Siberia. Ngày hôm nay còn tới tường trợ đồng trình quân, như này là muốn được bỏ qua sao? nga vương mở miệng nói, muốn chúng ta không so đo cũng được thôi giết một vị vương giả đột phá sáu đạo công siềng đi trưởng Giang hoa sơn kim sĩ đại bàng vương mở miệng toàn thân của nó vàng óng tàn ra khí thức khủng bố hiếm có địch thủ cụ cấp bậc cái này hộ vương siberia chần chờ một lát ngược lại phải giết đám người chị ê bắc cực vương ư điều này gây có dễ cho gã rồi Chia ê quát lên các vị bây giờ không phải thời điểm để chần chờ còn muốn sống chỉ có cách liền thủ huyết chiến với bọn chúng. Nếu như lọc tin lung tay, mới là chết không có chỗ chôn Hắn ta không muốn thấy hổ Siberia phản bội. Tuy là phỏng đoán trong lúc nhất thời, nó cũng không hạ đổi quyết tâm, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được mầm mống phản bội của bọn đồng minh giả một lần nữa. Nói rất đúng, số lượng cường giả tuyệt đỉnh hai bên tranh tài không lớn, không hẳn là không thể thắng. Hôm nay ta muốn giết chết một hai người Hắc Long Vương rít gào. Cả nói diễn một hai người không phải là cường giả bình thường mà là tuyệt thế vương giả đã đột phá sáu đạo công riêng. Thân là Long tộc, cả xác thực có năng lực kiêu ngạo, vốn siêu việt hơn các tộc khác trên nhiều khía cạnh. Cho tới nay có cả phải đối thủ rồi. Ha 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 trưởng Trường Giang Hoa Sơn là kim sĩ đại vàng vương phía đối diện cất tiếng cười to. Trong trước mắt, toàn thân của nó đều là quang mang hừng hực, bộc phát ra sóng năng lượng đáng sợ. Thần lăn cánh dài, người liều lĩnh vừa thôi. Có điều người miễn cưỡng mang bộ chữ rồng. Vậy ngày hôm nay ta phải giết người, lấy người làm thức ăn. Bằng phương quát lớn, nó giống như vầng mặt trời tỏa ra kim quang lóng lánh, khiến cho người ta không mở nổi con mắt. Rất nhiều người bên phe phương Tây sợ run, bởi vì nhìn thấy con đại vàng này, lúc này giống như là đang đối mặt với thần tinh. Ta muốn giết người. Hắc trong vườn thét dài, sau đó, cả quay đầu nhìn về những người khác ở phép phương Tây để nói. Các vị, bây giờ không phải là lúc do sự toàn lực đánh vào trận đi thôi. Giết! Trong nháy mắt, ánh sáng vàng cùng ánh sáng đen hừng hực bạo phát. Đại chiến của cường giả tuyệt thế trực tiếp bắt đầu. Hạc Long Vương và Kim Sĩ Đại Bàng Vương đồng thời xông vào chiến trường. Oanh! Giống như trời lòng đất lở. Trên không trung, bầu trời rung chuyển, mặt đất sụp đổ. Dưới vai chạm mạnh mẽ của bọn họ, gây ra một đụng vụ nổ lớn. Gào gào. xây tiếp theo, ánh sáng đèn tăng vọt, hắc long vương hóa thành bản thể, trở thành một con rồng phương tây cao vài trăm mét, vảy đen trên người như kim loại lạnh lẽo. Nó có thể hình khổng lồ, khiến cho trời đất rung động, mang đến áp lực kinh khủng cho người khác. Toàn thân của kim sĩ đại vàng vương cũng bạo phát ra ánh sáng vàng hừng hực, thân thể dài trăm mét như mặt trời rực rỡ, khi tức đáng sợ tăng vọt cực kỳ dọa người. Hai đại cường giả sông lên trời, kịch liệt chém giết trong không trung. Chứ vì hiện tại chỉ có tử chiến đến cùng, tin rằng vững chắc chúng ta sẽ vô địch, quét sạch bọn chúng. Chị thấp giọng nói, mời những người khác xuất thủ. Được rồi, xem ra chỉ có thể tử chiến đến cùng thôi. Mà cả rồng vương đã nói, chị hướng về phía những ngọn đối phía xa hồ lớn. Các vị đứng trong tối vẫn chưa hiện thân, chuẩn bị săn giết, đánh hạ cồn luân, chúng ta cùng tìm thần thanh ở vạn thần trì hương. Điều này khiến lòng người run lên, chẳng lẽ vẫn còn viện thủ sao? Đồng trinh quân nghe vậy, sĩ khí lập tức phấn chấn, chỉ là bên trong dãy núi không có ai đáp lại. Kẻ nào dám đánh bộ trận với ta? Lão sư tử bước ra, giờ đây ông ta vộc phát huyết khí màu vàng ngập trời. Cái loại sóng năng lượng đáng sợ vô cùng. Đừng nói là sinh linh bình thường đến cả cường giả tuyệt thế đột phá sóc đạo không xiềng tìm cũng đập nhanh hơn cung chủ bát cảnh cùng tướng mạo bình thường nhưng thực lực kinh người bước nhanh về phía trước chân cây tàn mát ra ký tức đáng sợ căn bản chẳng sợ hãi việc đối đầu với lão sư tử a à di đà phật để ta lão thầy tu mở miệng Chân người ông ta khoác áo cả xa đi từng bước về phía trước nói người chắc đã đạt được phương pháp hô hấp nào đó của phật môn có duyên với môn phái ta hôm nay độ người nhập môn vậy lão dược lão sư tử gầm lên bát đạo vô biên bước một bước đã tiến lại gần đánh một quyền hướng về lão thầy tu kim quang vạn tầng âm một tiếng trời đất ở đây đều rung chuyển cực mạnh nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn